là con gái phải xinh. Năm thói quen tốt để các bạn có một làn da mềm mại và mịn màng hơn, các bạn đã biết chưa? Cách thứ nhất, sau khi thức dậy, đánh răng rửa mặt xong, hãy uống một ly nước ấm. Ly nước ấm này sẽ giúp cho mình có một làn da mềm mại mà còn giảm cân nữa đấy. Cách thứ hai, các bạn hãy cố gắng tập thể dục nhé. Tập thể dục sẽ làm cho máu huyết lưu thông và làm cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, khi đấy da mới đẹp được. Cách thứ ba, các bạn hãy chuẩn bị một bữa ăn sáng dù là nhẹ thôi nhưng mà phải thật là đầy đủ màu sắc nhé. Bởi vì các màu sắc rau củ quả khác nhau sẽ cho các vitamin, nhiều loại vitamin, và khi đấy chúng ta sẽ có một làn da đẹp hơn. Cách thứ tư là các bạn hãy bôi kem chống nắng ngay cả khi không đi ra ngoài nha các bạn. Và cách thứ năm là các bạn hãy cố gắng đừng có bao giờ lặn mụn. Lặn mụn chỉ làm cho da của chúng ta thêm viêm và thâm xấu đi thôi. Các bạn nhớ 5 cách này nhá, để chúng ta có một làn da đẹp hơn.